Rồi chào mọi người. Hôm nay mấy cái kèm nó về thì mấy cái kèm này cái mẫu thì mới một chút, không mới thì căn bản thì cái màu nó khác thôi chứ phải mới rồi ha. Thì nó có thêm cái lò xo nè, và cái tay cầm nó màu xanh với đen chứ không phải màu vàng như trên những cái lần trước review á. Bởi vì nhiều lúc nhà sản xuất nó thay đổi những cái màu sắc á, thì về căn bản về kết cấu nó như nhau hết đó. Đây thì cái chữ A này nó vẫn là bằng nhựa nha, chữ A vẫn là bằng nhựa đó, thì căn bản kèm rất là đẹp đó. Thì hàng cũng vừa về thôi, số lượng cũng hạn chế nha, 100 con, nên mọi người có nhu cầu thì qua cửa hàng lấy đó. Thì nói chung cái những cái lô hàng này á, nó có về từng đợt, thì cái lưỡi của lô hàng này nó lớn hơn chút nè đấy, nó xài lưỡi này chắc xịn hơn chút, lưỡi này lớn hơn chút đó. Nhưng mà bên cạnh đó những lô hàng sau này hết lô này thì những lô sau nó về lửa nhỏ thì vẫn vẫn bình thường nha, chứ nó từng đợt nha, chứ mình không có bảo đảm là tất cả nó về đều cái lửa nó giống vậy. Về về căn bản thì như nhau hết, lửa thì mình có đồ thực hiện thấy đủ hết, lửa lớn lửa nhỏ gì cũng sai hết à. Cùng một cái sai cốt hết, mình có thể mình bỏ lửa nhỏ cho mình xài vẫn được ha. Đó thì cái lửa lửa theo theo cái kèm nha. Rồi, hàng đã về. Mọi người có nhu cầu thì qua lấy. Thì cái kèm này lúc trước anh em là con đặt quá trời. Đó. Cái kèm này chắc chuyển về nó bị rớt cái lưỡi ra nè. Đó, con đặt thì gắn gắn ngược cái vô. Tại vì cái trong cái quá trình mà nó chuyển về đó. Rồi có một số cái nó bị xúc cái lưỡi. Thì không sao, nó mình gắn như bình thường. Miễn sao giao đến tất cả các khách hàng nó ok hết là được. Đó. Này đẹp mọi người ha. Mấy lô này lô đẹp. Thì giới thiệu thêm ha, nó thêm một cái da này vẫn bằng nhựa thì mình cắt những cành băng mềm nha. Chứ mấy loại cứng mình cắt không có nổi nha. Ở đây mình nói trước thì để mình sẽ làm một cái bài test ha, về những cái là gạch men mềm cho người xem nha. Còn này là những cái hàng này là gạch cứng đó, để gạch gạch cứng, gạch cứng cắt không có nổi nên mình chỉ cắt những hàng men mềm thôi. Rồi hàng đẹp rồi ha. Rồi mọi người đón xem, tôi sẽ làm thêm một cái cắt về những cái loại gạch men mềm cho người xem nha. Rồi, các bạn xin chào.